Xin chào tất cả các bạn. Xe của mình đây đang là xe Mazda 3 All New. Và hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể mở được một cái nắp bình xăng đó. Thường thì đối với những cái dòng xe cơ bản ấy, các bạn lên xe thì cái nắp bình xăng nó sẽ mở ngay dưới chân của các bạn. Đây, cái chân để đồ nhá. Ví dụ đây, ở vị trí này. Ở vị trí này thì thường nó sẽ có hai cái chốt. Một là cái chốt mở nắp bình xăng, hai là cái chốt cốp xe. Đấy, thì thường nó sẽ nằm ở vị trí này. Tuy nhiên thì một số cái dòng xe thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ như cái dòng xe Mazda 3 của mình đây thì nó sẽ không có cái nút mở bình xăng. Ở trên phần táp lô này nó cũng sẽ không có. Đấy, ở một số phiên bản cao cấp thì ở một số phiên bản khác thì cái nút mở cốp nó sẽ nằm ở vị trí này. Hoặc các bạn nào có thể đi lắp thêm, độ thêm thì có thể mở cốp trong xe ở cái vị trí này. Đấy, thì các bạn bấm vào đây để mở nút mở cốp. Còn cái nắp bình xăng thì các bạn thể nhìn thấy là nó sẽ không có ở phần này. Thứ nhất là không có phần ở phần bên trái để chân là một. Cái thứ hai là nó cũng sẽ không có bất kỳ một cái nút nào ở trên cái phần táp lô này cũng như là cái bảng điều khiển cả. Cho nên là để mở được cái nắp bình xăng của xe Mazda 3 ấy, các bạn cần phải thực hiện cái thao tác đó là khi các bạn đổ xăng. Cơ chế hoạt động của cái nắp bình xăng này nó cũng tương tự như là khóa cửa. Ví dụ như các bạn thể nhìn thấy là xe đang trong trạng thái khóa như thế này, gương cụp, các bạn giật cửa thì nó sẽ không thể mở ra được. Đấy, thì tương tự như thế là cái nắp bình xăng này mở cũng không thể mở được, kể cả cái cốp sau các bạn nâng tay lên mở cũng không được nhá. Tuy nhiên thì riêng cái cốp sau thì các bạn chỉ cần cầm chìa khóa ở bên cạnh thì nó mở vẫn mở được. Còn cái nắp bình xăng và cửa, khi cửa không mở sẽ không mở được. Và bây giờ các bạn bấm mở khóa ở trên nút chìa khóa cho mình. Đây, bây giờ mình sẽ bấm mở khóa. Đó, ngay sau khi mình bấm mở khóa thì cái nắp bình xăng nó đã bật ra luôn. Đây, các bạn thể nhìn thấy vì do mình vừa tác động vào. Bây giờ mình đậy lại này. Đó, xe vẫn đang ở chế độ mở khóa. Các bạn đậy vào là được. Đấy, mở ra như vậy. Ok, thì đấy là cái cách để các bạn có thể mở nắp bình xăng. Ở đây nó sẽ có một cái chốt xoay như thế này. Các bạn thể nhìn thấy đây. Đấy, cái chốt xoay nhá. Khi các bạn đóng vào thì nó sẽ ở vị trí dọc. Đấy, bây giờ các bạn mở ra thì nó sẽ ở vị trí xoay ngang như thế này. Cái chốt này nó có tác dụng là xoay và gài vào cái phần ngàn nhựa này. Đấy, nó sẽ ngàn nhựa gài vào. Đó, các bạn để một lát. Mình sẽ thực hiện cái thao tác đó là đóng cái khóa cái xe cửa, khóa cái xe lại. Đây, mình sẽ khóa xe lại. Đó, khóa xe lại thì ngay lập tức các bạn sẽ nghe thấy một cái tiếng tạch ở cái nắp bình xăng. Bây giờ các bạn mở ra cũng không được. Đó, và các bạn mở xe ra thì nắp bình xăng nó mới bật ra như vậy. Đấy, ok. Thì đấy là một cái thao tác mà các bạn có thể mở một nắp bình xăng, là khi các bạn phải mở toàn bộ khóa cửa xe nhá. Kể cả khi các bạn nổ máy mà cửa xe đang khóa, các bạn cũng sẽ không mở được. Đấy, ví dụ bây giờ mình sẽ nổ máy lên và để trong chế độ là cửa xe đang khóa, xem có mở được không. Sau khi mình đã nổ máy xe rồi và cửa toàn bộ vẫn đang ở chế độ mở, bây giờ mình sẽ khóa xe lại nhá. Đây, khóa cửa xe lại. Rồi, ok, mình sẽ ra kiểm tra để mở nắp bình xăng như thế nào. Đóng cửa lại. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái nắp bình xăng này ra. Đấy, các bạn thấy không? Khi xe đang ở chế độ khóa thì nắp bình xăng nó sẽ không thể mở được. Đó. Và để mở được cái nắp bình xăng thì các bạn sẽ mở cửa xe ra. Các bạn mở chế độ khóa cửa, mở khóa cửa tất cả. Đây, nút mở khóa cửa. Đấy, các bạn bấm nút mở khóa cửa. Toàn bộ tất cả các cửa đều mở nhá. Đấy, cửa tất cả các cửa đều mở. Và như vậy thì cái nắp bình xăng này nó mới có thể mở được. Đấy, ok. Đấy, như vậy là đối với cái trường hợp cái nắp bình xăng này nó sẽ tương tự như trường hợp các bạn khóa toàn bộ cửa, là khi các bạn đóng khóa cửa thì sẽ không mở được, và khi các bạn bấm mở thì mới bấm mở toàn bộ cửa thì mới có thể mở được khóa xe nắp bình xăng. Ok, đậy lại. Đó, bây giờ các bạn có thể mở ra liên tục luôn vẫn ok. Đấy, vì xe đang ở chế độ là mở, còn nếu mà các bạn đóng lại thì nó sẽ không thể nào mà mở được cái nắp bình xăng đây đâu. Đấy, thì đây là cái clip hướng dẫn nhanh của mình về cái cách mở nắp bình xăng. Đối với các bạn nào mà chưa biết, các bạn có thể vào trong playlist mình tham khảo thêm các clip khác nhá. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.